Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 2 trong 122 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: Nêu vai trò của lưỡng cư đối với con người. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại bài 37, đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư trong sách giáo khoa sinh học 7 trong 120, phần 4, vai trò của lưỡng cư. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Vai trò của lưỡng cư đối với con người. Lưỡng cư là nguồn thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, ví dụ như thịt cóc, ruốc cóc. Thứ hai, lưỡng cư tiêu diệt sâu bọ có hại, ấu trùng, muỗi, ruồi, vân vân. Thứ ba, lưỡng cư có giá trị làm thuốc như bột cóc chữa suy dinh dưỡng, nhựa cóc chế thuốc chữa kinh giật. Thứ tư, ếch đồng là động vật thí nghiệm trong sinh học. Và thứ năm, lưỡng cư làm phong phú thêm lượng sinh vật cho sinh quyển. Bởi vì hiện nay số lượng lưỡng cư bị suy giảm rất nhiều do săn bắt để làm thực phẩm và ô nhiễm môi trường. Vì thế, lưỡng cư cần được bảo vệ và tổ chức nhân nuôi những loài có ý nghĩa kinh tế. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi số 2 trong 122 trong sách giáo khoa sinh học 7.